Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2024. Các cuộc họp thường xuyên của lãnh đạo thành phố Thuận An và các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của công trình giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, các buổi kiểm tra thực tế, hiện trường về tiến độ bàn giao mặt bằng, cho thấy Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An đang quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Dự án quốc lộ 13 thì chúng tôi cũng đã tập trung rất nhiều trong vấn đề công tác bồi thường. Riêng về di dời lưới điện thì hiện nay tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chúng tôi đang thực hiện các bước công tác đấu thầu, cố gắng hoàn thành sớm nhất theo cái lộ trình quy định thời gian đấu thầu để chúng tôi tổ chức di dời lưới điện và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Giải phóng mặt bằng cho công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 gồm 3 dự án. Đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong qua địa bàn Thủ Dầu Một đã bàn giao mặt bằng 100%. Qua địa bàn thành phố Thuận An đã bàn giao mặt bằng khoảng 89%. Cụ thể, 107 trên 123 hộ tổ chức được duyệt. Đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị đã bàn giao mặt bằng đạt 56%. Cụ thể, 53 trên 100 hộ tổ chức được duyệt. Đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố đã bàn giao mặt bằng đạt 29%. Cụ thể, 92 trên 313 hộ tổ chức được duyệt. Qua thực hiện công tác bồi thường, đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhiều người dân, doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi cũng đã là nhận tiền đền bù, là cũng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì cũng mong muốn là đơn vị thi công là sớm nhanh triển khai là thi công để cho thuận tiện cho bà con trong quá trình là sinh hoạt cũng như làm ăn sinh sống. Khi có mặt bằng sạch, sẽ thực hiện nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thi công xây lắp. Dự kiến trung tuần tháng 5 2024 sẽ tiến hành di dời lưới điện trên quốc lộ 13. Cuối tháng 5, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đoạn từ cầu Ông Bố đến Vĩnh Phú. Chủ trương của tỉnh sẽ hoàn thành thi công công trình ngay trong năm nay. Đây cũng là điều mong mỏi của người dân. Quốc lộ 13 không chỉ là trục giao thông xương sống của hệ thống giao thông tỉnh Bình Dương, mà còn là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Dự án được thực hiện với mong muốn giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương.